Hello, xin chào bạn. Hôm nay thì không phải là một cái video review hay là một cái video phỏng vấn gì cả, podcast gì cả. Trong cái thời gian vừa qua thì mình được thử khá là nhiều mùi nên là mình cảm giác nó đang bị hơi quá tải. Nên là hôm nay chỉ muốn bật máy lên, ngồi nói chuyện, chia sẻ đến các bạn những cái sự thay đổi của kênh của mình trong cái thời gian vừa qua. Nếu như những bạn nào theo dõi kênh của những ngày đầu ấy thì các bạn thấy là nội dung nó chỉ đơn giản là chia sẻ cảm nhận thôi. Nhưng mà thời gian nó trôi qua và các bạn theo dõi mình đủ lâu thì cũng có thể thấy mình đang phát triển khá là nhiều những cái chuyên mục khác nhau, từ podcast, từ phỏng vấn cho đến kể cả những cái câu chuyện về thương hiệu. Thì ngày hôm nay sẽ chia sẻ về gọi là những cái bước chuẩn bị của mình và cái lý do vì sao mình lại chia sẻ những câu chuyện của thương hiệu, những câu chuyện của perfumer và những nguồn cảm hứng của những sản phẩm nó đến từ đâu, để cho chúng ta có những cái nhìn và có những cái để hiểu nhau hơn. Và video ngày hôm nay thì xin phép được bắt đầu. Đầu tiên thì như các bạn có thể thấy, đó là nếu như các bạn đang tìm kiếm một mùi hương nào đó, các bạn tò mò về nó, thì các bạn là một người có trách nhiệm với chính đồng tiền của các bạn, thì các bạn sẽ có một cái thói quen, đó chính là lên mạng tìm kiếm những nguồn thông tin. Nhưng mà với một người làm có thể gọi là sáng tạo và tìm kiếm những cái chai nước hoa để giới thiệu đến mọi người, thì mình thường có thói quen là không đi tìm những cái mùi nó quá quen thuộc ở trên thị trường. Mà các bạn cũng có thể thấy đó là những cái chai nước hoa mình giới thiệu tới đều là những cái chai nước hoa nó khá là lạ lẫm. Và mình vẫn có một cái nguyên tắc, đó là hàng năm mình không muốn lặp lại những chai nước hoa mình đã giới thiệu ở trong những cái top 5 này hoặc là top 10 những cái chai nước hoa mùa đông, mùa hè mà mình đã làm rồi. Đấy là một cái mà mình nghĩ rằng là có thể do kênh của mình nó ít view, vì một chai nước hoa mình chỉ có thể làm loanh quanh 1 đến 2 video nên là cái lượng tìm kiếm nó cũng sẽ thấp hơn so với những kênh khác. Nhưng mà để mà tìm được những cái chai nước hoa như vậy nó thực sự rất khó khăn, rất là gian nan. Tại vì nếu như những bạn nào biết ấy, thì mình có một cái hội ọp nước hoa với nhau, và những đó là những anh em đã chơi với nhau ít nhất là tầm 3-4 năm có những người lâu hơn là khoảng tầm 5 năm. Thì trong cái quá trình mà mình đi ọp như vậy thì mình được thử rất nhiều mùi, tại vì những anh em của mình thì đều là những anh em tìm kiếm những mùi hương mới của những cái nhà hương còn non trẻ. Và rồi thì mình đi thử. Mình thử xong thì bao giờ mình có một cái thói quen, đó chính là mình sẽ nốt lại những cái chai nước hoa mà mình cảm thấy rằng nó sẽ phù hợp với người chơi và nó sẽ phù hợp với người dùng. Có nghĩa rằng là mình sẽ phải đặt mình ở hai cái góc nhìn. Đó là nếu như là một người chơi thì cái chai nước hoa này nó có thực sự tốt hay không, thì cái đấy nó khá là dễ đối với mình, tại vì nó sẽ đặt cái gu của cá nhân mình vào nhiều hơn. Nhưng mà đối với những cái chai nước hoa mà nó sẽ tốt ở trên góc độ là người dùng ấy, thì lúc đấy mình phải gạt bỏ hết những cái tôi cá nhân của mình, những cái sở thích của mình, và mình phải nhìn rằng liệu mùi hương này khi giới thiệu đến các bạn thì những người mà xung quanh các bạn ấy mặc ngửi thấy mùi hương đó, người ta có ok hay không. Đây là một trong những cái cực kỳ khó khăn, tại vì từ một cái mũi của một người kiểu ngửi nhiều rồi mà đặt sang một cái mũi là một cái mũi kiểu không biết gì, nó là một cái gì đó khá là khó. Thế nên là có nhiều chai thực sự là nó fail thật. Nhưng mà bên cạnh đó thì có những cái chai mà cũng từ khi mà mình giới thiệu thì bắt đầu mọi người biết tới nhiều hơn, mọi người tìm kiếm nhiều hơn mà nó tạo thành trend, thì cũng rất là vui. Và thực sự thì ở đây mình vẫn là rất là muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả những người anh em chơi cùng mình đã tạo điều kiện cho mình ngửi và tìm kiếm, xong rồi giúp đỡ mình bằng cách là cho mình mượn những sản phẩm để giới thiệu đến mọi người. Thì đấy là cái bước đầu tiên. Cái bước thứ hai đó là sau khi mà mình tìm kiếm được những cái mùi hương phù hợp, thì mà mình nốt đây là một cái phần ghi chú ở trong iPhone, thì sau đó mình sẽ lựa chọn em nó xem là vào thời điểm như thế nào, vào một cái video như thế nào, mùa xuân, mùa thu hay mùa hè, hay là clip đi chơi, đi hẹn hò, hay là mang nó vào trong một cái podcast để cho cảm nhận của những người xung quanh, và làm sao để căn chỉnh cái khoảng thời gian để ví dụ mình tìm được khoảng tầm 5 mùi mùa hè ok, thì mình sẽ phải san ra là tôi sẽ để 3 mùi này vào năm nay và 2 mùi này vào năm sau, để tôi có thể tránh cái việc năm sau tôi không có những cái mùi hương để làm.
Thì đấy cũng là cái mà mình cũng khá là khó khăn và cái phần cất nhắc nữa. Tại vì với nhiều bạn ấy thì cũng bị một cái đó là sau khi xem những cái video của mình thì các bạn không tìm được những cái chai nước hoa đó. Và các bạn cũng khá là kiểu tại sao ông Kiên review mấy cái con mà tôi chả mua được thì tôi cũng chả biết là ok không. Thì chung quy lại thì cái việc mà khi mà chúng mình tìm những cái mùi hương mới thì mình cũng muốn là kết nối với những các bên bán để có thể rằng là nếu mà anh có nhập về thì anh cố gắng nhập về trong thời điểm này để cho mọi người trải nghiệm, không nhất thiết là nhiều nhưng mà để cho người xem của em có thể trải nghiệm. Thì đấy là cái khó khăn thứ hai mà mình muốn nêu ra để cho các bạn hiểu hơn. Cái tiếp theo mà các bạn cũng có thể thấy trong thời gian gần đây đó là mình bắt đầu chia sẻ về cái lịch sử, cái quá trình hình thành của các thương hiệu. Cái này thực ra thì các bạn chỉ cần đọc ở trên website của họ, nhưng mà các bạn muốn hiểu sâu hơn thì các bạn có thể đọc những cái bài phỏng vấn trên những tờ tạp chí, những cái website có những cái bài phỏng vấn về các thương hiệu lớn hoặc là về founder, về những người thành lập của các thương hiệu đó. Ví dụ điển hình như kiểu nhà Quýt chẳng hạn, thì chúng ta có thể thấy rằng nhà Quýt có một cái tuổi đời năm 1760. Mình đã nhớ là mình có một cái video làm điểm tin số 1 khá lâu rồi và bây giờ mình đã bỏ cái chuyên mục đó vì thực sự là không có thời gian để làm. Thì cái nhà Quýt đấy mình muốn chia sẻ là để khi các bạn hiểu được rằng nhà Quýt là một nhà gia truyền con nối đã có lịch sử rất lâu đời, họ đăng ký thương hiệu của họ vào cái thời gian sau và họ cho ra những cái sản phẩm và theo như họ nói đó là nguyên liệu đến từ thiên nhiên này, xong rồi làm thủ công bằng tay. Thì khi mà các bạn hiểu được về cái quá trình hình thành thì các bạn cũng sẽ hiểu được cái lịch sử của cái đất nước đấy luôn, lịch sử trong cái quá trình, và các bạn cũng sẽ hiểu được là trong cái thời điểm mà các thương hiệu đó ra mắt và các sản phẩm đó ra mắt ấy, thì các bạn cũng thấy rằng là nó có màu sắc của thời gian rất là nhiều đó. Và khi mà chúng ta hiểu được về lịch sử của các thương hiệu thì các bạn cũng sẽ biết được là dễ dàng phân tích được là cái nhà nước hoa đó thì cái concept của họ sẽ là gì này, rồi người ta cũng sẽ biết được là phân ra cái thị trường đó là các bạn hay gọi là thị trường niche và thị trường designer ấy. Tại vì với những cái nhà như kiểu Gucci, như kiểu Chanel chẳng hạn thì nó là một nhà thuần về thời trang nhiều hơn, thì các yếu tố và các sản phẩm của họ thì nó phải mang một cái nội dung xuyên suốt trong cái thời gian đó. Còn đối với những nhà nước hoa ấy, thì họ sẽ chỉ tập trung làm những sáng tạo về phần mùi hương thôi, họ không bị chi phối bởi những sản phẩm khác nên là họ không cần có một sự đồng nhất và các sản phẩm của họ thì nó mang cái tính sáng tạo nhiều hơn đó. Thì khi mà chúng ta hiểu được lịch sử thì chúng ta cũng có thể dễ dàng phân biệt được đâu là niche, đâu là designer, đâu là indie, thì các bạn có thể dễ dàng nắm được hơn. Và có một cái nữa mà mình cũng có thể thấy đó là không phải tất cả những người thành lập ra những thương hiệu thì đều là perfumer của thương hiệu đó. Tại vì đơn giản là khi mà tôi, ví dụ như ông Kiên, ông ấy đang có cái nhu cầu thành lập một thương hiệu nước hoa mà ông không học về hóa hương, ông chỉ đơn giản là ông thích làm những cái mùi hương theo ý ông muốn, thì ông có thể thuê perfumer ở ngoài. Ví dụ như thương hiệu Maison Martin này, hôm trước thì mình có làm cái video review, thì các bạn biết rằng là thương hiệu này thì do hai người đồng sáng lập, nhưng mà họ không phải là những người làm hương mà họ thuê những perfumer trẻ của Firmenich để làm ra những cái mùi hương theo cái nguồn cảm hứng của riêng họ. Thì đó cũng là một cái điều khác biệt để cho chúng ta hiểu rõ hơn về thương hiệu mà chúng ta mua sản phẩm, mà chúng ta mặc nó lên người. Cái yếu tố số 4 đó chính là về perfumer. Có lẽ với nhiều người thì perfumer không phải là một cái yếu tố quá quan trọng, đặc biệt là với những người mua nước hoa để dùng. Tại vì với các bạn ấy thì perfumer sẽ chỉ đơn giản rằng là đứng đằng sau những sản phẩm và các bạn sẽ không nhìn thấy tên của perfumer ở trên các sản phẩm và các bạn chỉ nhìn thấy tên của thương hiệu thôi. Nhưng mà có nhiều sản phẩm nhá, ví dụ khi mà tôi thích YDP chẳng hạn thì tôi sẽ mua YDP và tôi mong muốn là có một cái mùi hương nào đó giống với YDP nhưng mà có độ bám tỏa tốt hơn, mùi kiểu trưởng thành hơn mà vẫn cái vai như vậy, thì tôi tìm đến phiên bản Intense chẳng hạn đó. Nhưng mà có những cái sản phẩm thì nó là cái flanker nhưng mà người làm mùi bản gốc không phải là người làm mùi ở những bản flanker về sau. Thí dụ như kiểu con Mont Blanc Signature và con Mont Blanc Signature Absolue thì nó là hai perfumer làm mùi khác nhau. Thì cái việc mà các bạn tìm kiếm
sâu hơn vào sản phẩm xem là ai là người làm mùi đó, thì các bạn sẽ thấy rằng là mỗi một perfumer nó sẽ mang một cái màu sắc cực kỳ khác nhau, và họ sẽ có một cái quá trình học cũng như là trải nghiệm của chính bản thân họ để có thể kết hợp ra những cái nhóm hương. Tại vì như mình nói đó là ví dụ như hoa hồng nó cũng có rất là nhiều sắc thái, và đối với mỗi người perfumer thì họ sẽ nhìn hoa hồng theo một góc khác nhau. Góc 3 giờ nó sẽ nhìn khác góc 6 giờ, và góc 6 giờ thì nó cũng sẽ nhìn ngược lại so với góc 9 giờ. Thì các bạn cũng chỉ nhìn đơn giản đó là trong một gia đình có khoảng tầm 3-4 người con, thì về cơ bản thôi 3-4 người nó cũng đã tính nó không giống nhau, mặc dù là cùng cha cùng mẹ, khác gì đây còn là một trong những người kiểu không cùng cha mẹ, không được đào tạo chung một trường lớp, thì chắc chắn là cái hơi hướng làm mùi nó cũng sẽ rất là khác bọt. Chưa kể có những cái phiên bản flanker ấy, nó ra mắt với một cái nồng độ có thể cao hơn nhưng mà gần như nó thay đổi hoàn toàn về nốt hương. Thì cái này mình muốn chia sẻ đến các bạn để các bạn có thể nắm được là đôi khi những cái sản phẩm mà ta mua ấy, có thể nếu như các bạn tìm những đằng sau perfumer, những sản phẩm mà chúng ta thích, đôi khi nó trùng perfumer và chúng ta thấy rằng là có khi chúng ta chưa chắc chúng ta đã thích những cái màu sắc như vậy mà chúng ta lại thích cái hướng làm mùi riêng của những perfumer đó. Thế nên là khi mà các bạn tìm được cho mình một perfumer mà các bạn yêu thích, thí dụ như kiểu mình thích là thích Christine Nagel, bà là một người làm mùi rất là sáng tạo, hay là những sản phẩm của nhà của Francis Cousin chẳng hạn, ông làm bay mùi ngọt thì các bạn nhìn thấy rồi, đó là những sản phẩm ngọt của MFK nó đỉnh cao luôn, hay là những cái sản phẩm của Jean-Claude Elena chẳng hạn, ông làm thì đỉnh cao của sự cân bằng. Và ông có một cái là ông không thích sử dụng những cái nhóm mùi nó riêng lẻ, mà ông thích ưu tiên sử dụng những cái nhóm mùi nó tổ hợp đã có sẵn nhiều hơn. Thì ông cũng là một trong những người thích cái sự cân bằng, không bị nghiêng nam hay nghiêng nữ. Nhưng mà với Christine Nagel thì bà lại có cái hơi hướng là một là nghiêng nam hẳn, hai là nghiêng nữ hẳn. Thì khi mà các bạn tìm được cái perfumer làm mùi cái hơi hướng giống bạn ấy, thì chắc chắn là bạn sẽ đồng điệu từ cái phần cảm nhận về phần mùi hương và về cái phần trải nghiệm mùi hương. Thì khi mà các bạn tìm được những perfumer như thế thì mình đảm bảo các bạn rằng các bạn mua những sáng tạo của perfumer các bạn yêu thích ấy, thì cái khả năng fail của các bạn cực kỳ ít hơn là các bạn mua những cái sản phẩm trong cùng một thương hiệu nhá. Cùng một thương hiệu chưa chắc nó đã mang tới những cái sắc thái giống nhau đâu. Đặc biệt là như kiểu nhà Frederic Mill chẳng hạn, bạn mà mua những sản phẩm của nhà đấy thì mỗi một sản phẩm là một nét khác nhau luôn. Đó, thì những cái này các bạn có thể tìm trên ở trang Fragrantica, là một trang rất dễ và nổi tiếng. Thì các bạn chỉ cần ấn vào cái phần perfumer và các bạn search tên perfumer của sản phẩm mà bạn yêu thích, thì các bạn ấn vào đó thì các bạn sẽ ra cái lịch sử, cái quá trình làm việc và hiện tại thì đang làm ở đâu và có những sáng tạo nào. Thì các bạn hãy tìm theo cái hơi hướng perfumer làm mùi, thì mình nghĩ rằng là các bạn sẽ có một cái gu nó chuẩn hơn. Và đấy cũng là một cái mà những người chơi nước hoa người ta có cái xu hướng là chạy theo những cái sản phẩm, theo đuổi những cái sản phẩm của những perfumer nhiều hơn là sưu tập cả một brand, cả một line sản phẩm của một nhà nước hoa nào đó. Cái yếu tố tiếp theo mà mình muốn nói tới ở đây đó chính là về sản phẩm. Nếu như tìm hiểu về một thương hiệu, nó như kiểu là chúng ta được nghe giới thiệu về một quyển sách, thì khi mà các bạn đi sâu vào một sản phẩm thì nó giống như kiểu là các bạn đang đọc từng chương trong những quyển sách đó vậy. Nó sẽ chi tiết và cụ thể hơn. Ví dụ như kiểu bộ rượu của Killian nhá, thì nó có Angel Share, nó có Rhone, nó có Blue Moon, nó có Lovet này, và nó có Apple Brandy. Thì mỗi một cái mùi hương thì nó có một cái trải nghiệm cũng như là cái nguồn cảm hứng khác nhau. Mình nói đơn giản đó là mùi của Killian Anglesey, nó là cái đã được đặt tên theo cái quá trình mà ủ rượu cô nhắc ở trong những cái thùng gỗ sồi. Thì người Ireland ấy thì người ta có một cái là khi mà người ta ủ rượu ở trong những cái thùng gỗ sồi khoảng tầm đến một cái thời hạn nhất định đâu đó tầm 3 năm, thì cái lượng hao hụt, cái lượng rượu mà bay hơi thì trong cái thời gian ủ đấy thì người ta gọi là cái quá trình chia sẻ với thiên thần, lại quả, bờ la bờ lô các kiểu. Và cái quá trình đấy thì những người ủ rượu người ta gọi là angle share, đó là chia sẻ với thiên thần. Và ông ta lấy chính cái tên đó để đặt cho cái chai nước hoa, và có cái nhóm mùi chủ đạo đó là trái cây lên men, fruity cùng với gỗ, rượu và quế. Thì những khi mà các bạn tìm hiểu sâu hơn về những cái nguồn cảm hứng để làm nên những cái sản phẩm như vậy, thì các bạn cũng sẽ như kiểu là hiểu rõ được cái
chất vải của tôi mặc là gì, cái hơi hướng may quần của tôi là gì, cái phong cách mà cái nhà nước hoa đó, cái thương hiệu đó muốn hướng tới trong bộ sưu tập là gì. Đó, thì cái này thực ra thì tôi thấy ở Việt Nam ít người đọc lắm, ít người cũng chia sẻ. Mặc dù nếu như những cái shop nào mà bán nước hoa mà làm việc trực tiếp với thương hiệu ấy, thì đa phần là người ta đều gửi một cái catalog giới thiệu về những sản phẩm. Nhưng cái này tôi thấy là gần như mọi người đều không bao giờ chia sẻ về cái nguồn cảm hứng, và chỉ có những nơi chuyên nghiệp như kiểu Vinric, như kiểu hay là Za, hay là Century, hay là ở một vài shop khác, thì người ta, nếu mà ai thực sự quan tâm thì người ta mới chia sẻ, còn không là đa phần là sẽ cho trải nghiệm thẳng mùi hương luôn. Nhưng mà mình nghĩ rằng là nếu như những shop nước hoa nào mà có thể đào tạo được nhân viên, có thể hiểu được những câu chuyện đằng sau như vậy, thì khi mà các bạn truyền tải tới khách hàng, nó cũng là một cái mà nâng cao cái sự chuyên nghiệp, cái tính chuyên môn của các bạn cao hơn rất nhiều. Và cái này thì những câu chuyện này thì đa phần gần như là chỉ có những cái bên nào làm trực tiếp, hoặc là các bạn chịu khó đọc ở trên những cái website của hãng, hay là những cái video trailer giới thiệu những sản phẩm mới, thì các bạn mới có thể thấy thôi. Còn gần như là ở Việt Nam mình gần như không tìm thấy được những cái nội dung như vậy, chỉ toàn review kiểu nhanh nhanh trong chóng cho qua thôi. Thì cái này cũng là một cái rất hay. Hay là đây, như thế này, Natural Insulin này, nó là nói về quá trình mà phong tỏa trong cái thời điểm dịch Covid khi mà thiên nhiên trở lại, hay là những cái mùi hương khác, ví dụ như là để mình nhớ xem thời gian gần đây thì có cái mùi hương nào nổi tiếng về câu chuyện nhỉ. Ví dụ như kiểu Maison Violet này, đó cũng là một cái thương hiệu mà có những cái câu chuyện rất là hay ho. Và thường những cái câu chuyện này thì nó sẽ xuất hiện ở những cái nhà nước hoa niche và indie nhiều hơn. Những nhà nước hoa designer thì về cơ bản là sẽ không có một câu chuyện quá chuyên sâu, vì như mình nói ban đầu là các thương hiệu nó có cái hơi hướng là hướng tới để có thể đồng bộ với cái nội dung truyền tải với cả các sản phẩm khác nữa đó. Và cái câu chuyện này thì mình nghĩ là nếu như các bạn thích tìm hiểu sâu hơn mà các bạn muốn nghe những câu chuyện, thì các bạn nên thử trải nghiệm những cái sản phẩm của những sản phẩm nhà niche và indie. Đó đều là những cái câu chuyện rất 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 hay ho để các bạn có thể tìm kiếm. Và mỗi khi các bạn nắm được cảm hứng câu chuyện để tạo nên mùi hương, các bạn hiểu được perfumer đứng đằng sau, và các bạn hiểu được về cái concept mà cái nội dung thương hiệu đó muốn truyền tải, thì nó giống như kiểu là các bạn thấu hiểu tất tần tật những cái thứ mà các bạn đang sử dụng vậy. Nó giống như kiểu các bạn đang chơi một cái game ấy, mà cảm giác mà khi mà các bạn đã phá đảo rồi, các bạn đi lại cái game đó, dù kể cả các bạn có mất cái phần shape đi chăng nữa, thì các bạn vẫn sẽ đi lại nó một cách dễ dàng, thậm chí các bạn thuộc từng ngõ ngách luôn. Cảm giác mọi thứ nó rất là dễ, và các bạn lúc đấy nó có một cái mà mình hay nói với các bạn, đó là tự tin. Chính cái sự tự tin này nó sẽ giúp bạn thu hút, chứ không phải là các bạn thu hút bởi cái mùi hương của bạn hấp dẫn. Tại vì đôi nếu như các bạn không thực sự hiểu cái mùi hương của các bạn không thực sự thích nó, thì các bạn không thể nào tự tin được. Và khi các bạn không tự tin ý, thì nó sẽ thể hiện bằng những cái hành động, bằng những cái lời nói. Và người khác có thể rất dễ dàng nhận thấy rằng bạn đang cố gắng gồng mình lên để tự tin hơn. Thì mình nghĩ rằng là khi mà các bạn hiểu được tất tần tật những thứ đó, thì nó giống như kiểu các bạn chơi một cái game mà cảm giác cái level đấy nó không hề xứng đáng với bạn, nó thấp hơn bạn rất rất nhiều. Và cái cuối cùng ở đây mình muốn chia sẻ, và mình cũng đã bắt đầu làm trong thời gian gần đây, đó chính là về phần nguyên liệu. Nguyên liệu là một trong những yếu tố mà có lẽ những bạn nào thực sự đam mê về mùi hương thì các bạn cũng muốn truy đến tận cùng. Nghĩa là các bạn sẽ có cái, mình không biết là như thế nào nhá, nhưng mà với cá nhân mình đến thời điểm hiện tại, mình khi mà mình ngửi một cái nhóm hương gì đấy mà mình cảm thấy lạ, mình rất muốn truy tận gốc là tại sao mình lại ngửi ra như vậy. Tại sao cái nhóm hương này, khi mà tôi nhận thức rằng là trong cái phần não của tôi nó mang tới một cái sắc thái khác, nhưng mà khi mà trong sản phẩm đó, hay là tôi ngửi ở ngoài đời nguyên liệu đơn, nó lại khác nhau như vậy, thì mình rất là muốn hiểu tại sao nó lại như thế. Đó cũng là cái lý do mà cái chuyên mục nguyên liệu đơn mình đang cố gắng làm hàng chắc là khoảng tầm 1-2 tuần một lần để giới thiệu đến các bạn. Thì khi các bạn hiểu nguyên liệu đơn ấy, thì các bạn cũng sẽ hiểu được hơn về lịch sử của nguyên liệu đó là một chuyện nhé.
nhưng mà các bạn sẽ hiểu được lịch sử về cả một cái chế độ trong thời điểm đấy. Tại vì có những nguyên liệu ấy, nó còn có mặt trước khi con người ra mắt. Có những cái nguyên liệu mà sau này nó được tìm kiếm đến, nó đã trải qua một cái quá trình cực kỳ dài từ những cái đất nước và chu du trên những chiếc thuyền, đi trên những cái con đường tơ lụa để đến được với đất nước mà hiện tại nó đang cung cấp sản lượng cực lớn cho thế giới. Ở đây thì ví dụ như kiểu là những cái nguyên liệu như vetiver chẳng hạn, hay là những nguyên liệu như hoắc hương, patchouli, nó là một trong những cái nguyên liệu mà mọi người nếu như không tìm hiểu về nước hoa, mọi người sẽ nghĩ là những cái nguyên liệu đấy chắc là nó đến từ châu Âu, đến từ Pháp, cái nôi của nước hoa thế giới. Nhưng không, những nguyên liệu liên quan đến patchouli, vetiver và khá là nhiều những cái nguyên liệu khác, nó đến từ những cái vùng hoàn toàn khác, và đặc biệt là nó đến từ những cái vùng như là Ấn Độ, Đông Nam Á rất là nhiều. Patchouli thì đến từ Indonesia, vetiver thì nó cũng có đến từ Việt Nam, và nó có đến từ những cái vùng đảo khác loanh quanh ở vùng châu Á rất nhiều. Còn đối với những cái nguyên liệu như là vanilla thì đến từ những cái đảo như là Madagascar, hay là citrus vani thì nó lại đến từ những cái vùng Địa Trung Hải. Và các nhà hương, các công ty hương liệu ở trên nổi tiếng ở trên thế giới thì nó cũng đều có những cái trụ sở để có thể vừa quản lý, vừa hướng dẫn thu hoạch, và họ có thể thu nhập những cái nguyên liệu đó để có cung cấp cái đầu vào cho những cái nguyên liệu làm để đến nước hoa ở trên thế giới. Chứ nó thật là riêng Pháp thôi, mà thị trấn Grasse ở Pháp ấy, nếu mà để cung cấp cho chắc là riêng Chanel thôi thì chắc không bao giờ là đủ. Và những cái nhà nước hoa như kiểu Chanel, như kiểu Gucci thì với những cái đồn điền nhỏ thì họ đã gần như mua hết rồi, họ đã thâu tóm hết rồi. Nên là để mà mở rộng thị trường cũng như là để đáp ứng cái nguồn cung cầu nhiều hơn thì các công ty hương liệu như kiểu Firmenich, Givaudan, Simrai, CPN Aromat thì về đa phần người ta đều phải mở rộng những cái thị trường ra, tìm kiếm những nguồn nguyên liệu mới để thay thế. Và có rất nhiều nguồn nguyên liệu đến từ Việt Nam, nên là các bạn hoàn toàn có thể tự hào, và các bạn đừng nghĩ rằng là ở đất Đông Nam Á này, hay là để ở đất nước chúng tôi Indonesia, Thái Lan thì nó không cung cấp được gì cho những cái nguyên liệu thế giới, thì đấy là một quan điểm cực kỳ sai. Đó, thế là khi mà chúng ta tìm hiểu nhiều hơn thì chúng ta cũng có thể hiểu được rằng là với những nguyên liệu thì nó ngoài cái việc nó mang cái phần mùi hương, nó còn được sử dụng ở trong kể cả ngành thực phẩm và rất là nhiều những cái ngành nghề khác. Và ngoài ra thì nó còn mang cái tính lịch sử, nó mang cái tính quá trình hoạt động của cả một cái thời kỳ xã hội rất rất nhiều. Nên là với mình thì mình luôn luôn cố gắng truyền tải những cái câu chuyện về những cái hương liệu, về biểu tượng, cũng như là về đất nước phát triển, sản lượng ra sao, để cho những bạn nào thực sự quan tâm và yêu thích mùi hương thì các bạn có những góc nhìn nó mới mẻ hơn và nhiều những cái thông tin mới hơn. Và cũng từ đây, từ cái video này thì mình cũng rất là muốn các bạn có thể đóng góp thêm cho mình những cái kiến thức, những cái mà mình còn đang hiểu sai hoặc là hiểu chưa đúng hết, thì các bạn cũng có thể chia sẻ bình luận ở phía dưới. Và với cá nhân mình thì như mỗi mình nói, đó là khi mà chúng ta hiểu tất cả về những thứ mà chúng ta sử dụng thì chúng ta sẽ rất là tự tin. Nó là một cái nét đẹp, người ta hay gọi là nét đẹp về trí thức ấy. Đó, nên là mình cũng rất là muốn có thể bảo ở trong đầu mình là tôi là một thằng không biết gì, để tôi có thể học được thật nhiều, để có thể trau dồi nhiều hơn nữa. Rất mong các bạn có thể chia sẻ nhiều hơn và các bạn có thể hiểu được hơn về chính mùi hương của các bạn mặc. Biết đâu sau cái video này thì các bạn cũng sẽ về nhà tìm lại trong những cái chai nước hoa mà bạn yêu thích, ở đằng sau đó perfumer là ai, những câu chuyện là gì, và có thể bạn sẽ khá là bất ngờ với những cái sáng tạo, những cái nguồn cảm hứng và perfumer đứng sau những cái mùi hương của bạn yêu thích. Biết đâu nó lại là một perfumer thì làm sao. Và nếu như các bạn có những cái câu chuyện nào hay thì rất mong các bạn có thể chia sẻ phía dưới. Còn video hôm nay thì đến đây thôi. Rất là cảm ơn các bạn đã xem. Và xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.